Hôm nay tôi đi khám phá Happyland ở Long An này. Happyland này sau rất nhiều năm lình xình tai tiếng thì năm nay 2009 nó mở cửa, thì tôi sẽ đi khám phá. Tôi sẽ mời quý vị khám phá cùng tôi nha. Ta tự nhiên lình xình tai tiếng mà lá. Đây là cái cổng lớn của Happyland. Cái cổng rất quy mô và rất đẹp mắt. Happyland thì nó khởi công vào năm 2011. Và cái ngày khởi công thì có cha của cố nhạc sĩ, cố vua nhạc pop là Michael Jackson có qua đây, cha của Michael Jackson. Rồi tôi sẽ mời quý vị vào bên trong cùng tôi khám phá Happyland nha. Năm 2000 Tết năm 2019 này nó mở cửa đón khách du lịch trở lại nên rất nhiều du khách về đây tham quan và du xuân ngắm cảnh ở Happyland này. Nó nằm ở dưới chân cầu Bến Lức và nó nằm sát sông Dàm Cỏ Đông. Về cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh tầm khoảng 33 cây km. Và đó là cái cửa ngõ để hướng về miền Tây nè, từ thành phố hướng về miền Tây. Rất nhiều du khách đến tham quan. Mấy sao? Lên chưa? Lên. Ủa, lên.